Một ngày giả ông già Noel đen của cậu Huy và Đắc Thiếu sẽ như thế nào để mọi người hai cho mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại vlog của Huy và ngày hôm nay Đắc Thiếu và cậu Huy sẽ đóng vai ông già Noel bí mật để tặng quà cho các em thiếu nhi ở trong Sài Gòn từ quận 5 cho đến quận 1 và ra cả nhà thơ Đức Bà nữa. Và dọc theo buổi cho quà ngày hôm nay thì tôi Huy đã quyết định đi sang quận 5 trước và địa điểm đầu tiên là Bù Đà Chay ở quán 2 số 5 Nguyễn Chí Thanh. Và đi vào bên trong á thì tất cả các mọi người đều hoan nghênh mọi người ơi, không biết là ông già Noel có thiệt hay không, nhưng mà được tất cả các em thiếu nhi ở đây chụp hình nè, có cả sư cô nữa, cũng ai cũng hoan nghênh hết. Có người là lầm tưởng chỗ ấy là những người phát kẹo và còn tặng tiền nữa, nhưng mà không có nhận cho nên chỉ tặng quà. Quả thật năm nay được về Việt Nam là một niềm vui, Huy ở nhiều hơn dự định luôn mọi người, và có những cái dự án mà không thể tính trước được và Huy cũng đã chuẩn bị xong. Ví dụ như là Huy đã hoàn thành những chuyến từ thiện nè, tặng quà hay là nấu cơm cho những người bệnh nhân tại các bệnh viện nè, cũng như là hôm nay là hóa thân vào ông già Noel để đi ra phát quà cho các em thiếu nhi, cũng được sự giúp đỡ từ Bù Đà Chay, cho nên là Huy và Đức Hiếu đã hoàn thành rất là tốt nhiệm vụ ngày hôm nay. Cũng có lúc nó cũng hơi lùng cùng, nhưng mà rất là vui vì được chia sẻ những tình cảm và cho tất cả các em thiếu nhi cũng như là những người cô chú người lớn, ai cũng háo hức để đón nhận những cái phần kẹo của mình, phần bánh của mình, cho nên là Huy rất vui và cảm động. Và hy vọng là năm sau mình sẽ quay trở lại để được làm những điều mình yêu thích. Huy không hiểu sao chứ mọi khi nghĩ đến việc đi làm thiện nguyện thì mình rất là hào hứng và cũng rất là thích thú. Mới đầu thì cũng không nghĩ là mình sẽ làm cái vai trò này, nhưng mà đến buổi tối thì quyết định thì phải đi mua hai bộ đồ để chuẩn bị làm ông già Noel. Bước ra khỏi quán chay thì hai cậu cháu bắt đầu quẩy lên rồi, bây giờ là ca khúc Giáng sinh bắt đầu cất lên từ giọng hát của tôi nữa mọi người ơi. Lên trong già Noel nó còn chụp hình rất là nhiều ở trên dọc đường đi thì Huy cũng tham gia tặng quà cũng như là tặng bánh cho các em thiếu nhi ở dọc đường, và các em cũng rất là yêu mến. Mọi người có thể coi trên cái livestream của Huy để thấy, và thật sự là một có một ngày Noel rất thật ý nghĩa đó, và mong rằng sẽ vào năm sau mình sẽ có dịp để đi làm một lần nữa, và những năm kế tiếp cũng như vậy, đóng góp một phần nhỏ bé của mình để cho các em thiếu nhi sẽ được vui những ngày Noel như thế này, và các con của Nhung cũng được vui vây luôn, cho nên là Huy cảm thấy rất là xúc động, và mà việc làm của mình đã được đền đáp xứng đáng là mang lại niềm vui cho tất cả mọi người. Và bây giờ là Huy không quên chúc mọi người một Giáng sinh vui vẻ và an lành. Tôi hôm đó phát kẹo xong là lòng không muốn về luôn, muốn ở lại chơi với mọi người cả đêm luôn. Không khí Sài Gòn đã đón Giáng sinh thật là ấm áp luôn mọi người. Và Huy thấy nhà thờ Đức Bà rất là đông, cho nên là tất cả các bé ở đây đều rất là vui. Ai cũng có một tấm ảnh để mang về cùng với ông già, hai ông già Noel chứ. Và mọi người chụp hình rất là nhiệt tình luôn, và Huy cũng phải nhiệt tình theo, mặc dù rất là đói luôn. Đây mọi người còn coi một em bé thiếu nhi cũng là ông già Noel luôn nè mọi người. Và hy vọng là sẽ gặp lại mọi người vào chuyến về Việt Nam lần sau rất vui và hạnh phúc lắm. Cho nên là không quên cảm ơn mọi người, cảm ơn những lời động viên của mọi người, những lời chúc của mọi người, và Huy chúc mọi người năm mới thật vui vẻ. Bye bye.